Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Có con riêng với Phi Nhung nhưng Mạnh Quỳnh không thể yêu dù rất thương. Trước câu hỏi khá hóc búa của Phi Nhung về chuyện tình cảm của Mạnh Quỳnh dành cho cô, nam ca sĩ thổ lộ: khi mình diễn chung với nhau như vậy thì dứt khoát không thể có tình cảm. Nhưng nói về yêu thì chắc không thể yêu được. Mạnh Quỳnh đi hát với Phi Nhung đã rất lâu rồi và cũng thừa nhận là rất thương Phi Nhung. Nhưng cái thương ở đâu thì chỉ là thương một người đồng nghiệp, người bản diễn đã gắn bó với Mạnh Quỳnh, tạo nên một cặp song ca đã gắn liền với quý vị khán giả bao nhiêu năm qua. Ngoài Phi Nhung, trong buổi ra mắt live show Cảm ơn cuộc đời, sáng nay còn có sự góp mặt của ca sĩ hải ngoại Hương Thủy, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Ngọc Liên, ca sĩ Hà Thanh Xuân. Mạnh Quỳnh thân thiết cạnh Phi Nhung, nam ca sĩ cho biết anh rất thương Phi Nhung. Nữ ca sĩ Hương Thủy thừa nhận Mạnh Quỳnh từng là thần tượng lớn trong lòng chị từ thuở nhỏ. Được mời tham gia live show Cảm ơn cuộc đời, kỷ niệm 20 năm của thần tượng, Hương Thủy cho biết cô cảm thấy mình vừa hồi hộp vừa lo lắng. Bởi vì ngoài nhân vật chính là nam ca sĩ Mạnh Quỳnh, sẽ có rất nhiều gương mặt ngôi sao đình đám góp mặt trong chương trình này. Khi cả gia đình đang tụng kinh tại bàn thờ của Phi Nhung ở tỉnh xá Giác An, Mỹ, đột nhiên xuất hiện một con bướm đen khiến ai nấy đều xúc động. Đã qua 10 ngày kể từ thời điểm ca sĩ Phi Nhung qua đời, khán giả hiện đang vẫn chờ đợi thông tin hậu sự của cô tại Việt Nam sau thông báo tạm hoãn vì lý do dịch bệnh. Tại Mỹ, con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung, Wendy Phạm, cũng gần như không có ngày ngủ ngon, mong ngóng thi hài của mẹ được đưa về Mỹ. Hiện trong lúc chờ đợi mọi thủ tục hậu sự của nữ ca sĩ Phi Nhung, gia đình người thân ở Mỹ và Việt Nam đều lập bàn thờ để cầu siêu, cúng thất cho cô mỗi ngày. Cho đến mới đây, người bạn thân của Phi Nhung tại Mỹ đã kể câu chuyện tâm linh liên quan đến cô ca sĩ Phi Nhung khiến ai nấy cũng xúc động. Theo hình ảnh chia sẻ, khi gia đình đang tụng kinh tại bàn thờ của Phi Nhung ở tỉnh xá Giác An, đột nhiên xuất hiện một con bướm đen về đậu. Sau đó con bướm đen này còn bay về nhà riêng nơi con gái ruột Wendy đang sinh sống. Chứng kiến khoảnh khắc này, bạn thân của ca sĩ Phi Nhung tin rằng con bướm này là hiện thân của cô, đã về Mỹ để thăm con gái như đúng lời hứa chưa thực hiện lúc sinh thời. Hiện tượng bướm lạ bay vào nhà và đậu lên bàn thờ là điềm báo rằng linh hồn của người đã khuất còn vương vấn trốn nhân gian. Chính vì vậy, mọi người đều tin rằng ở nơi nào đó, ca sĩ Phi Nhung vẫn đang theo dõi, kề cận bên gia đình dù đã ra đi mãi mãi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.